hiệp một. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trẻ thanh niên, cảm ơn phần trình diễn của bạn trai đã lên rất là nhiều. Đó là một trong những ngọn lửa hồng đang sưởi ấm lòng rực huyết về cái ngày cưới của hai em Xuân Hào và xin lỗi Gia Hào và Xuân Nga. Quý vị và các bạn, chúng ta vẫn tiếp tục thưởng thức chương trình ngày cưới của đội đường. Rất nhiều điều kỳ diệu và bất ngờ ngạc nhiên sẽ đến với chương trình hôm nay. Thưa quý vị, cô dì, chú bác, anh chị và toàn thân mến, phải nói rằng hôm nay vui thật là vui. Quan viên hai họ về đây chúc phúc cho đôi vợ chồng. Nào là khách nhà trai Tân Thịnh, để khách nhà gái xóm hai Tân Phong. Ai cũng bảo rằng Gia Hào cưới vợ thì rất là đông bạn bè, bạn xa bạn gần rồi bạn cùng quê nghe tin Hào cưới vợ cùng về chung vui. Hôm nay rất là nhiều người, nhất là những là người bạn trẻ của chú rể cô dâu, mặc dù có rất nhiều đám cưới đã mời tất cả những người bạn, nhưng những người bạn đó, tình cảm đó sẽ dành cho chú rể cô dâu trong chương trình hôm nay. Đó là niềm vui, niềm tự hào của Gia Hào và Xuân Nga, niềm vui của đôi bên gia đình cũng như là anh em nhà công chúng tôi khi thấy tất cả mọi người chúng ta rất hết mình với chú rể cô dâu. Thưa quý vị, nhưng để cho chương trình hôn lễ cưới của Gia Hào và Xuân Nga được trọn vẹn và thành công tốt đẹp, tất cả những nghi thức trên bàn hoài phúc cho phép MC được triển khai từ ban đầu, để lại dành cho một mặt bằng diện tích rộng rãi thoải mái cho các vũ công của chúng ta thể hiện tài năng. Bởi thế các nghi thức chính cho phép MC được đi sâu vào. Đầu tiên xin mời đại diện của nhà gái và xin mời đại diện của nhà trai vui lòng tiến về sân khấu để bắt tay nhau kết tình thông gia, ra mắt chào quan viên hai họ. Sau đó sẽ là có lời phát biểu sau dâu nhận dâu trong ngày cưới của đôi đường Gia Hào và Xuân Nga. Hôm chúng ta dành một tràng pháo tay cho đón đại diện nhà gái và nhà trai. Xin mời hai vị cùng tiến về sân khấu ạ. Bên phía gia đình nhà gái xin mời bác Huệ, quê hương Diễn Đồng, là một đại diện của nhà gái. Và bên phía nhà trai xin mời bác chồng, xin mời hai bác cùng lên sân khấu ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe lời sau dâu của nhà gái. Xin mời nhà gái sau dâu ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay là ngày rất tốt của sự thống nhất của hai gia đình, gia đình chính quyền địa phương tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Hào và Hoàng Nga. Là bên cháu Nga cũng là những cái bước năm lần đầu tiên đối với cháu, thì là đây là một cái bước mặt lịch sử của cuộc đời, và cũng muốn rằng là từ giờ phút này trở đi thì cháu Nga là thuộc về họ là bên cháu Hào, thì mong rằng là cháu Hào trở thành một chàng rể Hào và cháu Nga trở thành một cô dâu hiền, và bảo đảm hai cháu được hạnh phúc trăm năm bền dự. Và một lần nữa cuối cùng xin kính chúc toàn thể công trường và quý vị đại biểu hạnh phúc thành đạt. Xin hết. Kính thưa các ông các bà con cô bác xa gần, và kính thưa hai họ, và kính thưa ông trường đại diện cho gia đình hiện tại. Trước hết tôi chân thành cảm ơn gia đình họ gái đã trung thành một cô dâu nuôi ăn học đến nơi, để hôm nay gia đình họ gái chúng tôi có ngày vui hạnh phúc hôm nay. Chúng tôi thường kể từ giờ phút này họ gái chúng tôi chính thức công nhân là cháu và con dâu của gia tộc, và từ giờ phút này cháu là con dâu nên tôi chim chăm toàn bộ hội trường và hai cháu năm câu thơ như sau. Không cả môi trường là tôi mới đắp rác nên là có phải dơ giấy ra tôi mới đạt được. Không môi trường không phải cho
lời với chưa thì hôm nay cháu kính đức là con dâu của gia đình chúng tôi. Tôi xin tâm năm con thơ cho gia đình cho cháu chúng tháng chạp con cái mà lại là từ đó cháu về nhà chồng thu sau cháu có con mồng bà vô vợ chồng sinh được thằng cô cố vu bà hát thằng cô mỉm cười thế là hạnh phúc nhất đời. Cô dân ra tràng vô cây ạ. Nhân dịp ngày hạnh phúc của hai cháu, ông cũng chúc cho hai cháu trên bước đường trăm năm hạnh phúc, ban chưa được như ý, chúc cho tình chú gia vươn lên được phát đại. Cuối cùng xin chúc cho ông Cường mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chào. Xin cảm ơn và xin mời đại diện nhà gái và nhà trai trở về vị trí và hoàn phúc của chủ đề cô dâu. Chúng tôi tiếp tục chương trình hôm nay. Cảm ơn nhà nghỉ rất là nhiều. Thưa quý vị, cô dì chú bác anh chị và các bạn thân mến, phải nói rằng hôm nay đám cưới ra hào mà thơ nhà trai đọc thì câu nào cũng hay mà làm cho hôn trường thì mê đắm mê say. Nhiều người bảo rằng ông chậm ông đánh bài phòng thì càng hay hơn nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã cổ vũ cho chương trình hôm nay. Đó là một gương mặt rất là cao tuổi nhưng đầy đủ tất cả các lĩnh vực mà ông chậm đã mang đến cho ngày cưới của hai cháu, đó là Gia Hào và Sơn Nga. Xin cảm ơn quý vị đã cổ vũ cho những giây phút vừa rồi. Còn trở lại với chương trình hôm nay, những nghi thức chính mà MC đã thông qua thì chúng tôi vẫn tiếp diễn. Xin mời chú rể Gia Hào và cô dâu Sơn Nga một lần nữa sẽ đứng lên trước đài hạnh phúc để ra mắt quan viên đường ngoài và cùng chứng minh cho hàng trăm đôi mắt người sáng của hai gia đình để biết rằng tình yêu của Gia Hào dành cho Sơn Nga như thế nào trong ngày hôm nay. Bây giờ chú rể cô dâu sẽ biểu thưởng cho một cuộc tình đẹp, đó là chiếc nhẫn cầu hôn mà chàng rể sẽ dành trao cho người vừa hình cô dâu Sơn Nga. Xin mời tất cả các máy quay camera, các nhà ghi hình, các phóng viên chúng ta hãy hướng về đại hoàn phúc để khi lại những khoảnh khắc trong ngày cưới của chú rể cô dâu hôm nay. Vâng, màn pháo đã được trao đón, hai bông hoa của chúng ta Sơn Nga và Gia Hào có phải quỳ xuống để trao tay cho em không nào? Gia Hào ơi, bây giờ Gia Hào của chúng ta bắt đầu thực hiện nhẫn cưới. Anh là wow, phong cách của Hàn Quốc rất tuyệt vời. Cô dâu để hoa cưới xuống và tân hôn vừa rồi. Wow, rất nhiều điều kỳ diệu và bất ngờ ngạc nhiên mà chàng rể Gia Hào của chúng ta đã phải được thực hiện trong chương trình hôm nay và tiếp tục đáp lại tình yêu anh chàng cô dâu Sơn Nga dành cho người chồng yêu quý, đó là chàng rể Gia Hào. Món quà để nói lên sợi dây tơ hồng trói buộc tình anh dành em, tình em cho anh rất tuyệt vời. Chắc chắn là ngày cưới của Gia Hào và Sơn Nga sẽ có rất nhiều hình ảnh tuyệt vời các quý vị ơi, rất tuyệt vời. Nhưng bắt đầu mới chỉ là ôm thôi, ngoài ôm hay còn gì nữa đấy ạ? Ban đầu chắc chắn là ôm, sau đó ý nghĩa là hôn vợ mình. Vâng, xin mời chú rể ạ. Chúng ta bắt đầu ạ. Cô dâu thế nào ạ? Cô dâu hôn chú rể rồi, bây giờ chú rể hôn lại. Một trận đấu mạnh được diễn ra như U23 Việt Nam và Hồ Chí Minh kết tân, rất tuyệt vời. Đó là một tình đẹp mà chàng rể cô dâu dành cho nhau. Bây giờ chú rể cô dâu di chuyển vị trí của mình sang bên trái này. Xin mời cả hai sang bên trái này để chung tay cắt bánh chú rể. Đây là hương vị ngọt ngào, hương vị hạnh phúc của hai em trong ngày trọng đại. Xin mời chú rể cô dâu bắt đầu. Chú rể bảo ạ, trong cung thế giới nhé. Đấy, phía trước của cô dâu ấy. Không thấy gì rồi, chú rể không thấy gì thật. Các bạn đã chất nhiều quá. Không sao cả, cứ chân xuống dưới nào thôi, cứ chân xuống dưới. Tuyệt vời. Rất chuyên nghiệp. Và cả hai cùng di chuyển vị trí của mình sang bên phải này. Sang bên phải này. Chú rể của chúng ta như một chiến viên hài đang biểu diễn cho tất cả phóng viên hai họ những động tác và những cử chỉ để nói lên tình anh phải nghe. Và cả hai bắt đầu chung tay để dỡ phòng. Đấy, quý vị thấy không? Tình cảm mà cô dâu chú rể dành cho nhau trong ngày cưới cũng như lúc bắt đầu yêu
tỉnh Hưng Yên và Cô Tô, huyện Hưng Yên và Hà Giang. Nghiêm giọng lên trên, mở khóa ra và bản đàn rất vui nhộn, rất hồi hộp. Và Hoài Nam là người trợ lý 100% cho chúng mình, trợ giúp 100% nha. Thân thân chủ đề của chúng ta là một kỳ thi rất bật chấp trai cho đầu tiên. Bắt đầu, wow! Rất nhiều hướng dẫn viên trợ lý cho chủ đề của chúng ta hôm nay. Wow! Cô Tô cùng với chị phải né thẳng lên sân khấu mới đảm bảo an toàn về cơ thể, bởi vì hôm nay trời rất lạnh, rất vui nhộn và rất nhiều nữa. Bạn nam lưu ý để cho nắp chai hướng thẳng lên trên nhá. Nắp chai bật ra rất mạnh nhá. Nếu va chạm vào hoa thì rất là nguy hiểm. Cho nắp chai bật thẳng lên trên. Bây giờ là trang trầu hồng thai mà chú rể đã và đang được trợ giúp 100% cho bạn trai Hoài Nam. Chú rể của chúng ta trông rất chuyên nghiệp, hồi hộp quá. Lưu ý không để nắp chai nghiêng, nắp chai nghiêng bật vào con cháu đấy, bật vào con cháu rất nguy hiểm đấy. Cho nắp chai hàng thẳng lên trên đi, nào đừng có để nắp chai nghiêng như vậy, bật vào các cháu thì rất là nguy hiểm. Không những là tất cả hoàn toàn cái này mà MC cũng rất là hồi hộp. Chủ đề của chúng ta có cần nhờ trợ giúp 50-50 cô dâu không ạ? Cô dâu tung tay vào luôn, cô dâu cả, cô dâu tung tay vào. Và bây giờ là pha tiếp sức của cô dâu. Wow, sức mạnh của tình yêu đã bắt đầu được tỏa khắp trong ngày cưới của chủ đề cô dâu hôm nay. Rất vui nhộn và rất rộn ràng. Cái chồng trai này rất là chặt chặt lên tình yêu của Hào mới ra. Bạn trai Hoài Nam có thể dễ dàng với nắp chai chồng trai này ra cho ra Hào hay không? Và bây giờ chuyển ngay cho bạn Luân. Bạn Luân có đủ kỹ thuật để mở nắp chai được không? Chắc chắn là bạn mạnh, kinh, hùng thấy rất là kinh nghiệm về đây. Xem thấy ai đã đọc chai rượu này rất chặt chặt. Không có gì là khó đối với đứa anh khéo léo của bạn này. Và chú rể lại tiếp tục một hướng dẫn nữa cho chú rể thực hiện cho phần rốt rượu được phong phú hơn. Con do chung tay với chú rể đi ạ. Hai ly rượu bên trên trên lấy hai ly rượu bên trên nhá. Các bạn trẻ thanh niên đã cuồng nhiệt như cổ động viên của U23 Việt Nam vừa rồi. Với trận chơi trận đấu chung kết giải bóng đá U23 châu Á vừa rồi giữa Việt Nam và Uzbekistan thì các vận động viên khắp thế giới cuồng nhiệt hôm nay. Những người bạn cũng về đây cuồng nhiệt với mảnh ghế của Gia Hào và Xuân Nga. Cô dâu chú rể kéo tay nhau vào, tay phải nâng lên tay phải. Bắt đầu 1, 2, 3, rồi. Rất cuồng nhiệt trong ngày cưới của Gia Hào và Xuân Nga. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin mời quý vị chúng ta ngồi xuống. Đó là những giây phút vừa rồi, những giây phút cuồng nhiệt như cổ động viên của Mấy người